sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với tham vọng bành trướng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, các vấn đề về thiết kế, bao gồm vũ khí yếu và khả năng tự bảo vệ kém của lớp thiết giáp hạm Fuso tiền nhiệm, khiến Hải quân phát xít Nhật phải gấp rút đóng các tàu chiến mới. Dựa trên những kinh nghiệm xương máu cùng với việc tự chủ được công nghệ, người Nhật đã tự tạo cho mình những con quái vật của biển cả. Một lớp thiết giáp hạm lai tàu sân bay cực kỳ độc đáo. Dẫn đầu trong số đó chính là thiết giáp hạm Ise, đại diện cho thế hệ chiến binh samurai hiện đại dũng mãnh đầu tiên của hạm đội Liên hợp Nhật Bản. Ise được đặt lườn tại xưởng tàu của hãng Kawasaki Heavy Industries ở Kobe vào ngày 5 tháng 5 năm 1915 và được hạ thủy hơn một năm sau, tức là ngày 12 tháng 11 năm 1916. Tuy nhiên, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để lắp đặt các trang bị và con tàu chỉ thực sự hoàn tất vào ngày 1 tháng 12 năm 1917, sau đó được phân về căn cứ hải quân Kure. Ise là chiếc dẫn đầu của lớp cùng tên, gồm hai chiếc thiết giáp hạm nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng tàu chiến của Hải quân Đế quốc Nhật Bản. Nó được đặt tên theo tỉnh Ise. Đây là một địa danh lâu đời của xứ sở mặt trời mọc, ngày nay là một phần của tỉnh Mie. Do được hoàn thành quá trễ nên không thể tham gia phục vụ trong Thế chiến thứ nhất. Vào những năm đầu thập niên 1920, Ise tham gia nhiều chuyến đi tuần tra ngoài khơi bờ biển Siberia và các vùng biển phía Bắc, hỗ trợ cho cuộc can thiệp Siberia chống lại lực lượng Hồng quân Bolshevik. Vào ngày 4 tháng 12 năm 1922, tại cảng Yokohama, Ise đón tiếp trọng thể một phái đoàn từ Anh quốc, trong đó có hoàng tử xứ Wales, người sau này là vua Edward đệ bát và em họ của ngài. Từ giữa những năm 1920 cho đến cuối những năm 1930, Ise chủ yếu hoạt động tuần tra ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Tại thời điểm hạ thủy, thiết giáp hạm Ise có trọng tải tiêu chuẩn 29.980 tấn và có thể đạt 36.500 tấn khi đầy tải. Con tàu sở hữu chiều dài chung 208,18 m, sườn ngang 28,65 m, cùng độ mớ nước 8,74 m. Trong những năm 1928 đến 1929, Ise được cải tạo tại xưởng hải quân Kure, khi cột buồm phía trước của nó được nâng cao theo kiểu đặc trưng tháp chùa tương tự như của chiếc thiết giáp hạm Haruna. Ống khói phía trước được gắn thêm một nắp cong và một bệ phóng dành cho thủy phi cơ Yokosuka E1I2 kiểu 14 được trang bị bên trên nóc tháp súng số 5. Sau đó, trong những năm 1930-1931, những đèn pha tìm kiếm bổ sung được trang bị thêm và một sàn tàu phía sau được thiết kế để chứa những thủy phi cơ. Ngay sau đó, một đợt nâng cấp hoàn chỉnh hơn được thực hiện từ ngày 20 tháng 11 năm 1931 đến ngày 10 tháng 2 năm 1932, cũng tại xưởng hải quân Kure. Bao gồm việc cắt ngắn phần bên trên của cột buồm chính, thay thế tất cả các khẩu pháo phòng không 76 ly, bằng 8 khẩu pháo phòng không bố trí thành 4 tháp súng đôi, và bổ sung thêm 4 khẩu Vickers kiểu 40 ly ATAA trên 2 tháp đôi. Hai khẩu pháo hạng 2 140 ly trên sàn tháp chỉ huy phía trước được tháo bỏ và một máy phóng cùng một cần cầu máy bay được trang bị ở phần đuôi tàu. Vào ngày 14 tháng 5 năm 1933, một máy phóng thứ hai và 3 thủy phi cơ kiểu 90 được bổ sung. Từ ngày 1 tháng 8 năm 1935, Ise một lần nữa được tái cấu trúc và hiện đại hóa rộng rãi. Trong đó, 24 lò đốt hỗn hợp được tháo dỡ và thay thế bằng 8 lò đốt dầu Campbell kiểu mới, và các tuabin hộp số Campbell cũng được trang bị giúp tốc độ tối đa được nâng lên đến 47 km/h. Ống khóa phía trước được tháo bỏ và đuôi tàu được kéo dài thêm 7,6 m. Bên cạnh đó là sự nâng cấp hệ thống phòng thủ và vũ khí, bao gồm việc đai giáp chống tàu ngầm được bổ sung và 6 ống phóng ngư lôi của nó được tháo bỏ. Cóc nông của giàn pháo chính trên chiếc Ise được tăng lên đến 43 độ. Hai khẩu súng 140 ly được dỡ bỏ. Góc nâng của các khẩu pháo hạng 2 được gia tăng từ 20 độ lên 30 độ, nên tầm bắn cũng được cải thiện từ 15,8 lên 19,1 km. 4 khẩu phòng không Vickers 40 ly được thay thế bằng 10 khẩu phòng không kiểu 96 25 ly nòng đôi. Máy phóng máy bay kiểu cũ được thay thế bằng máy phóng Kure loại 2 và san tàu để chứa máy bay được kéo dài thêm,
Việc tái cấu trúc được hoàn tất vào ngày 27 tháng 3 năm 1937. Cho dù có những nỗ lực nâng cấp và hiện đại hóa, IC vẫn bị xem là lạc hậu vào lúc bắt đầu chiến sự tại Thái Bình Dương do tốc độ tương đối chậm, thành phần thủy thủ đoàn đông và mức tiêu hao nhiên liệu rất lớn, nên chưa bao giờ tham chiến như một thiết giáp hạm thực sự. IC từng tham gia vào trận tấn công Trân Châu cả. Trong khi sửa chữa, IC được trang bị thêm một trong những radar thử nghiệm đầu tiên của Hải quân Nhật. Để bù đắp phần nào những thiệt hại đối với lực lượng tàu sân bay đã thất bại trong trận Midway, Hải quân Đế quốc Nhật Bản vạch ra kế hoạch chuyển đổi những chiếc thiết giáp hạm thuộc lớp IC thành những tàu sân bay hạm đội có thể mang được 54 máy bay mỗi chiếc. Và vì thế IC được quay trở lại vào ụ tàu và các tháp súng số 5 và số 6 ở phía sau được tháo dỡ thay thế bằng một sàn chứa máy bay và bên trên có một sàn đáp dài 70m và một thang nâng hình chữ T. Sàn đáp này đủ dài để có thể phóng máy bay nhưng không đủ cho chúng hạ cánh. Thiết kế dự định một kho chứa máy bay có thể chứa 9 chiếc bên trong và 11 chiếc khác bên trên sàn đáp và 2 chiếc trên mỗi máy phóng. Tuy nhiên sau đó người ta nhận ra rằng chỉ cần một động cơ máy bay trục trặc là có thể phá hỏng mọi thứ. Để khắc phục tình trạng đó, sàn đáp được trang bị 2 đường ray, 12 bệ xoay, 2 máy phóng dài 25m được gắn trên các trụ chống cao bên mạn trái và mạn phải phía trước sàn đáp. Một cần cẩu cũng được trang bị bên trên mạn trái phía sau. Các xe đẩy và các bộ gá cố định. Sàn đáp mới được phủ một lớp bê tông dày 200mm để bù trừ cho tình trạng mất thăng bằng phát sinh do việc tháo dỡ các vũ khí trang bị ở phía đuôi. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng, vũ khí phòng không của nó cũng được cải tiến để chống lại các cuộc không kích của Mỹ. 8 khẩu pháo nòng đơn 127 ly được thay thế bằng 8 khẩu nòng đôi. Số khẩu pháo phòng không 25 ly được tăng từ 20 lên 57 khẩu. Một bộ radar dò tìm trên không kiểu 21 và hai bộ radar dò tìm mặt nước kiểu 22 cũng được trang bị. Sau khi được cải tạo, IC có thể mang theo 22 máy bay. Các phương án tác chiến thường áp dụng là IC sẽ đi theo cùng lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay và sẽ tung ra 11 máy bay ném bom bổ nhào Yokosuka D-4i cùng 11 thủy phi cơ Aichi M-16A có khả năng tấn công bổ nhào để bổ sung cho lực lượng tấn công gồm 44 máy bay ném bom của lực lượng đặc nhiệm. Những chiếc Yokosuka sẽ phải hạ cánh trên những chiếc tàu sân bay thông thường hoặc các căn cứ trên đất liền, trong khi các thủy phi cơ M-16A có thể trở lại tàu sau khi hạ cánh xuống mặt nước gần con tàu rồi được cần cẩu vớt lên. Công việc cải tạo chính thức hoàn tất vào ngày 8 tháng 10 năm 1943. Tuy nhiên, do công việc huấn luyện phi công mới chỉ có thể hoàn tất vào mùa thu năm 1944, nên IC chưa bao giờ được sử dụng như một hàng không mẫu hạm trong bất kỳ một chiến dịch hải quân nào. Máy bay của nó thường được đặt tại các căn cứ trên đất liền và IC tiếp tục được sử dụng thuần túy như một thiết giáp hạm trong lực lượng hộ tống. IC thực hiện một chuyến đi đến Truk trong tháng 10 năm 1943, vận chuyển một đơn vị của sư đoàn 52 lục quân Nhật Bản cùng các tiếp liệu đến đó. Trong một đợt cải tạo tại Kure vào tháng 5 năm 1944, nó được bổ sung thêm 47 súng phòng không kiểu 96 25 ly với 12 tháp 3 nòng và 11 nòng đơn, nâng tổng cộng số pháo lên đến 104 khẩu. Nó cũng được trang bị hai bộ thu phát EFF kiểu 2 để phát hiện kẻ địch từ xa. Đến tháng 7, hai bộ radar dò tìm trên không kiểu 13 và một bộ phát hiện radar E-27 được trang bị. Từ cuối tháng 9 năm 1944, 6 dàn phóng rocket phòng không 30 nòng được bổ sung thêm. Loại rocket này được trang bị đầu đạn gồm mảnh đạn cháy và một kíp nổ định thời gian. Từ ngày 25 tháng 2 năm 1945 cho đến khi Nhật Bản đầu hàng, IC ở lại căn cứ Kure. Nó gần như không thể hoạt động vì thiếu nhiên liệu và không máy bay. Con tàu được sơn ngụy trang một màu xanh ô liu loang lổ. Tuy nhiên, việc ngụy trang này tỏ ra không tác dụng đối với máy bay của lực lượng đặc nhiệm TF-58. Vào ngày 19 tháng 3 năm 1945, hơn 240 máy bay đã tấn công vào Kure và IC bị đánh trúng hai quả bom. Nó được xếp hạng lại thành một tàu dự bị cấp 4 vào ngày 20 tháng 4 và bị kéo về Ondoseto để phục vụ như một pháo đài phòng không nổi. Con tàu lại bị tấn công một lần nữa vào ngày 24 tháng 7 bởi 60 máy bay cất cánh từ tàu sân bay Udes Ranger. Những quả bom đã đánh trúng mũi tàu bên mạn phải, sàn tàu chính, tháp súng số 3 và cầu tàu, giết chết thuyền trưởng Mutakuchi, các sĩ quan chỉ huy khác và khoảng 50 thủy thủ.
Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 28 tháng 7, một cuộc tấn công khác lại được tung ra nhắm vào IC. Và nó bị đánh trúng 5 quả bom 450kg ném ra từ những máy bay F-4U Corsair của tàu sân bay UDES Hancock và 11 quả bom từ những máy bay khác của lực lượng đặc nhiệm TF-58. IC bị nghiêng qua mạn phải và bị chìm trong vùng nước nông. Nó được gạch tên khỏi danh sách đăng bạ hải quân vào ngày 20 tháng 11 năm 1945. Sau khi Nhật Bản chính thức đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện, phần thân tàu dưới nước của IC được để yên một thời gian cho đến khi nó được tháo dỡ mà không được trục vớt bởi xưởng hải quân Kure, kết hợp cùng xưởng tàu Harima Josen từ ngày 9 tháng 10 năm 1946 đến ngày 4 tháng 7 năm 1947. Tuy không có đóng góp gì đáng kể, nhưng cùng với Shinano, chúng đại diện cho thế hệ thiết giáp hạm lai tàu sân bay vô cùng độc đáo của Nhật Bản. Không chỉ thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc mà còn đại diện cho tinh thần bất khuất, cần cù chăm chỉ của những con người xứ sở phù thủy.